bất hiếu với cha mẹ mà nói kính thần là giả dối. Tâm thái đó là như thế nào? Ngọt ngào, nịnh hót. Ta kính thần, thần sẽ ban phước cho ta. Có cái tâm như vậy, quý vị cần nên biết một đời của quý vị, cha mẹ ban phước cho quý vị lớn nhất. Vậy mà quý vị còn bất hiếu. Cho nên, cái tâm lạy thần của quý vị không phải là thật tâm. Nó là giả. Chẳng những không tăng được phước, mà phước báo của quý vị còn mất đi, vì tâm của quý vị không ngay thẳng. Thần, người xưa đối với từ này, giải thích rằng, thông minh, chính trực, tôn là thần. Quý vị đối với một người thông minh, chính trực, dùng tâm thái bất thiện, mang theo tâm thái có mưu đồ, tiếp xúc với họ. Đó là sỉ nhục họ. Họ không giáng tội cho quý vị coi như không tệ rồi, họ còn ban phúc cho quý vị sao? Làm gì có đạo lý đó. Chúng ta phải hiểu lý cho rõ ràng, sáng tỏ. Hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Đây gọi là chánh pháp. Gọi là chánh hạnh. Điều này không thể không biết. Thời khóa tụng kinh tối, chúng ta đọc từ phẩm thứ 32 đến phẩm thứ 37. Nội dung 6 phẩm kinh này là đoạn ác tu thiện, là trong kinh Vô Lượng Thọ giảng về giới luật. Nội dung là ngũ giới thập thiện, nói rất tương tận. Chúng ta hôm nay trong một ngày sinh hoạt này có phạm hay không? Chúng ta có làm những thiện hạnh hay không? Những việc bất thiện chúng ta có sửa đổi hay không? Điều này phải thật sự làm mới được. Thật sự thuận theo giáo pháp của Phật mà tu nghiệp. Tu là chỉnh sửa, nghiệp là tạo tác. Đức Phật dạy chúng ta làm gì, nhất định phải làm cho được. Đức Phật dạy chúng ta không làm được gì, quyết định không được vi phạm. Vì sao đọc mỗi ngày mà không làm được? Làm không được, tôi nói khó nghe một chút. Trước đây tôi thường nói. Nói như thế nào? Thời tụng kinh sáng là sáng sớm đi gạt Phật Bồ Tát một lần. Thời tụng kinh tối lại đi gạt họ thêm một lần nữa. Một ngày gạt hai lần, ngày ngày gạt họ.
quý vị còn có thể giảng sanh sao? Quả báo của quý vị ở chỗ nào chính mình tự biết rõ, địa ngục A Tỳ. Ngày nay chúng ta đối diện không phải là Phật thật, là đất nặng gỗ tạc. Cũng ở đó, quý vị mang tâm này đi gạt họ, sáng sớm gạt một lần, tối đến gạt một lần, còn cho rằng bản thân ta tu công tích đức. Làm gì có đạo lý này? Chúng ta xuống tóc, nhuộm áo, có nên làm việc này hay không? Đối với kinh giáo, có chăm chỉ học tập hay không? Nên nhớ, khi Đức Thế Tôn còn tại thế, suốt 49 năm, không có ngày nào là không giảng kinh. Đại chúng ở một chỗ đều học tập. Trong lúc học tập, có thảo luận nghiên cứu. Đó chính là ngày nay chúng ta nói chia sẻ. Chia sẻ học tập làm như thế nào để có thể đem những dạy dỗ của Phật áp dụng vào đời sống? Áp dụng vào xử sự đối nhân tiếp vật. Nó là giáo dục. Giáo dục của thánh hiền. Giáo dục trở về tự tánh. Giáo dục hướng đến cái thiện. Chúng ta đối với pháp bảo như thế nào? Chúng ta đối đãi với tăng bảo như thế nào? Trụ trì ở thế gian, làm tấm gương tốt cho người thế gian. Ngày nay bốn chúng tại gia xuất gia của nhà Phật. Đối với xã hội làm được những gì? Giới luật cơ bản sao nhãn rồi. Giới luật cơ bản là ngũ giới thập thiện. Học Phật nên bắt đầu học từ việc nhận biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau khi nhận biết thật sự phát tâm học, chính là bắt đầu từ 10 nghiệp thiện. Ngày nay 10 nghiệp thiện đối với chúng ta mà nói sao mà khó khăn? Nguyên nhân ở chỗ nào? Nguyên nhân là chúng ta không có nền tảng. Không được giảng sanh là chúng ta có tội. Thứ nhất là có lỗi với chính mình. Đời này quý vị có đầy đủ nhân duyên. Vì sao không được giảng sanh? Đó chính là không đủ thiện căn phước đức. Thiện căn là gì? Là tín nguyện. Ta không có chánh tín, không có nguyện vọng mạnh mẽ. Phước đức là thực hành. Bản thân chúng ta giải đại biến lười, không có thực hành. Trong này nhân tố rất nhiều, cũng rất phức tạp. Người trẻ tuổi thời nay chạy theo cái diễn vong.
muốn thật tốt, muốn thật nhanh. Đặc biệt không biết lúc nên quay lại. Người xưa nói dục tốc tắc bất đạt. Không tin lời dạy bảo của những bậc thánh hiền. Nhìn thấy người khác làm như thế nào, liền nghĩ đến chính ta đương nhiên cũng sẽ làm như vậy. Người khác đi sai đường, mình đi theo cũng sẽ sai đường. Khi quay đầu lại thì đã không còn kịp nữa. Nếu như chúng ta không làm được, thì sẽ giống như người xưa nói. Một hạt gạo thí chủ, lớn như núi Tu Di, đời này không thành đạo, mang lông đội sừng trả. Câu nói này của Đại Đức Tổ Sư có phải là đang nói với ta? Thật sự là phải chịu trách nhiệm. Nên dùng câu này khuyến khích cho chính mình. Học Phật, chúng ta chỉ có hai con đường. Một là thành Phật, hai là đọa tam độ. Chúng ta đi vào đường nào? Trong tâm cần phải tường tận, rõ ràng. Như thế tôi nghe. Một thời, Đức Bạc Già Phạm ở tại đạo tràng Măng Tre, trong trường Thệ Đa Lâm cấp cô độc, thuộc thành Thất La Việt, cùng với 8.000 chúng tỳ kheo câu hội. Các chị ấy đều là bậc đại A-La-Hán, hàng tri thức của quần chúng. Trong đây, những tôn giả như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Maha Cai Chiếp, Ana Luật Đà làm thượng thủ. Lại có 3.000 Bồ Tát đều là bậc trụ nơi hạnh bất thối chuyển, chánh trí soi sáng tất cả các pháp, không còn ngăn ngại, vô lượng công đức trang nghiêm, cùng các đại chúng đồng thời câu hội. Trong ấy, các Bồ Tát như Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Mạn Thù Thất Lị Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Thắng Liên Hoa Tạng Bồ Tát, Chấp Kim Cang Bồ Tát, Trì Địa Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Tịnh Trừ Nhất Thiết Chứng Bồ Tát làm thượng thủ. Lại có một dạng Phạm Thiên Chương do Thiện Tra Phạm Ma Thiên Chương, Thiện Kiến Thiên Chương làm thượng thủ, từ các cõi khác đến dự hội. Lại có một dạng 2.000 vị Đế Thích Thiên Chương, cùng với vô lượng Thiên Long Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Ca Lô La, Khẩn Đa La, Ma Hô Lạc Già, Cưu Bàn Trà, Tỳ Xá Giá, Nhân Phi Nhân cũng tập hội. Bấy giờ Đức Thế Tôn đang được bốn chúng che quanh, cung kính cúng dường, một lòng chiêm ngưỡng, cầu nghe pháp yếu. Khi ấy, tại cõi trời Đau Lợi,
có một vị thiên tử tên là Thiện Trụ, ngự tại cung báo lớn, đang cùng với các thiên nữ dự cuộc âm nhạc, ca múa, vui đùa, hưởng lạc. Lúc đó, ở thiên giới vào khoảng cuối đêm, bỗng nhiên giữa hư không có tiếng gọi bảo: Thiện Trụ thiên tử, 7 hôm nữa ông sẽ hết phước trời, xả báo thân, đọa xuống cõi chim phụ đề, 7 lần làm cầm thú, thường ăn đồ dơ uế, kể đó lại đọa vào địa ngục, chịu đủ các sự khổ, trải qua nhiều kiếp mới được làm người. Tuy được thân người nhưng lại đen lùn, thô xấu, mù cả đôi mắt, các căn không đủ, hơi miệng thường hôi hám, nghèo khó, hèn hạ, hằng thiếu ăn mặc, mọi người đều gớm ghét, lánh xa. Thiện Trụ thiên tử nghe lời ấy rồi kinh hoàng tột độ, lông tóc đều dựng đứng, ôm lòng sầu muộn. Ông chội đem hương, hoa cùng các thứ cúng dường, đến chỗ thiên đế quỳ xuống, dâng lễ, than khóc thuật lại việc trên, và thưa: Này tôi tâm tư bối rối, mê loạn, không biết phải làm thế nào, cúi xin thiên đế xót thương, cứu vớt tôi ra khỏi dòng khổ độc. Thích Đề Hoàng Nhân nghe xong rất kinh ngạc, tự suy nghĩ: Thiện Trụ thiên tử đời trước tu phước gì, được sanh lên cõi trời, hưởng sự vui thắng chịu nhiều năm, lại kiếp xưa tạo nghiệp nhân chi mà sau khi hết phước phải chịu 7 lần làm cầm thú rồi đọa vào địa ngục. Khi được làm thân người, đôi mắt bù lòa, thọ đủ điều xấu ác. Nghĩ như thế rồi liền nhiếp tâm vào định, dùng thiên nhãn xem, thấy Thiện Trụ thiên tử ở cõi trời mạng chung, liền đọa làm thân heo. Hết thân heo thọ thân chó, hết thân chó thọ thân chuồn, hết thân chuồn thọ thân kỹ, hết thân khỉ thọ thân trắng độc, hết thân trắng thọ thân kênh kênh, hết thân kênh kênh thọ thân chim quạ. Trong 7 kiếp làm cầm thú ấy, thường ăn những đồ dơ uế. Khi thấy biết như thế, ngài cũng lo lắng đau xót giùm cho Thiện Trụ thiên tử. Thiên đế lại suy nghĩ: Thiên nhãn của ta chỉ thấy biết một ít phần, không thể hiểu được những nghiệp nhân sâu xa. Duy Đức Như Lai là bậc chánh biến tri, mới có thể thấu suốt tất cả nhân quả thiện ác. Duy Đức Thế Tôn là đấng đại từ, mới có thể cứu vớt Thiện Trụ thiên tử khỏi dòng khổ độc. Ta nên đến cầu thỉnh Như Lai về việc này. Nghĩ đoạn, ngài liền xuất lãnh Thiện Trụ thiên tử cùng chư thiên, đem theo các thứ tràn qua, hương lạ, anh lạc, thiên y, bay xuống giường Thệ Đa Lâm cấp cô độc. Bấy giờ ở cõi nhân gian, thời khắc vào khoảng đầu hôm, nhằm lúc chư Bồ Tát, Thanh Chăng, Thiên Long Bát Bộ, tứ chúng như trên đang dân tập. Khi đến nơi, Thiên Đế hướng dẫn Thiện Trụ và thiên chúng đảnh lễ Phật, đi nhiễu quanh 7 vòng, dâng hiến lễ cúng dường. Pháp sự đã xong, Thích Đề Hoàng Nhân quỳ trước Như Lai bạch lại việc trên, và thưa thỉnh rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Thiện Trụ thiên tử đời trước tu phước chi mà hưởng sự vui nơi cõi trời trải nhiều thời gian,
lại kiếp xưa tạo nhân chị, sau khi hết phước phải đọa làm thân cầm thú bảy phen, ăn đồ bất tịnh, rồi thọ sự khổ nơi địa ngục, sự hèn xấu nơi cõi người. Và do phước nhân đạo, cảm được giữa hư không có tiếng mách bảo: xin Đức Như Lai dạy chúng con và đại hội mà nói rõ nhân chuyên. Lại cúi xin đấng thiên nhân sư mở lượng từ bi, cứu vớt cho thiện trụ thiên tử được thoát vòng khổ ách. Khi ấy Đức Như Lai mỉm cười, từ nơi đảnh môn phóng ánh sáng ngũ sắc rộng lớn, soi khắp mười phương cõi Phật. Quang minh ấy ánh chiếu lẫn nhau, rồi quyển chuyển quay về nhiễu quanh bên hữu Phật ba vòng, lại trở vào miệng đấng điều ngự. Đức Thế Tôn thu nhiếp quang minh xong, bảo trời đế thích rằng: lành thay thiện nam tử, ông khéo gì thiện trụ thiên tử và đại chúng hỏi nhân chuyên thiện ác tiền sanh. Lại hay chị chúng hữu tình hiện tại và đời sau, mà thưa thỉnh ta nói pháp môn cứu khổ. Lắng nghe, ta sẽ chỉ các ông giải thuyết trành trẻ. Này thiện nam tử, cách vô lượng kiếp về trước, có Đức Phật ra đời, hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế chăn chải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật ấy sau khi quá chuyên đã mãn vào niết bàn. Trong thời tượng pháp của ngài, có một quốc gia tên Ba La Nại. Trong nước đó có người Bà La Môn nghèo, chỉ sanh được một con trai rồi qua đời sớm. Cậu bé ở với mẹ đến khi khôn lớn, được giao cho việc nông tác ngoài đồng. Bà mẹ ở nhà tảo tần lo thức ăn, mỗi ngày đem ra ruộng cho con. Một hôm cơm nước đưa đến trễ, đứa con đói khát, sanh lòng hờn giận, dùng lời ác độc mắng rằng: mẹ tôi còn thua loại súc sanh, tôi thấy mấy con heo chó, chồn khỉ, trắng, kênh kênh, quả còn biết thương lo cho con của nó, tại sao bà để cho tôi đói khát mà không đem cơm nước đến? Do lòng đợi chờ hờn giận, đứa con nói như thế ba lần. Giây lát bà mẹ với dáng điệu vội vã đem cơm nước tới và nói nhiều lời an ủi, khiến cho con vui mừng hết cơn buồn giận. Đứa con vừa ngồi xuống sắp dùng cơm, bỗng thấy chữ hư không có chị Bích Chi Phật, hình tướng Sa Môn bay từ phương Nam qua phương Bắc. Người con thấy rồi sanh lòng kính ngưỡng, đứng lên chắp tay cúi đầu đảnh lễ, thỉnh chị Bích Chi Phật giáng lâm. Bích Chi Phật nhận lời thỉnh, từ từ đáp xuống. Đứa con vui mừng trải tranh trắng làm tòa ngồi, dâng hiến qua sạch đẹp, giảm phần ăn của mình đem cúng dường vị Sa Môn. Sau khi thọ thực xong, Bích Chi Phật lại chỉ nói pháp yếu khiến cho được vui mừng. Về sau người con xuất gia, chư tăng cử cho làm chức tri sự. Lúc ấy có người Bà La Môn xây cất tăng xá vừa xong, ngày khánh thành khách tăng hội đến, lại có thí chủ đem nhiều tô chuông và sữa đặc cúng dường.
ông trí sự hiềm khách tăng làm phiền trộn, nên không đem tô chuông và sữa tra thích đãi. Mấy chị khách tăng hỏi: những thức ăn đó là của đàn Phật cúng dường hiện tiền tăng, sao không thấy dọn ra? Ông tri sự tánh nóng vội liền cả tiếng mắng rằng: bộ mấy ông đuôi mù hết sao? Có tô chu và sữa đâu mà bảo tôi cất giấu? Nếu muốn đòi thêm, chỉ có phẫn và nước tiểu cho các ông ăn mà thôi. Đức Phật bảo Đế Thích: đứa con của người Bà La Môn nghèo đó là Thiện Trụ Thiên Tử hiện đây. Do kiếp trước hờn giận, dùng lời ác gọi bảy tên loài cầm thú mắng mẹ, nên phải chịu bảy phen làm cầm thú. Bởi khi làm tri sự, thốt ra những lời nhơ uế mắng chư tăng, nên nghiệp cảm thường ăn đồ bất tịnh. Do bỏng sẻn giữ riêng thức ăn của hiện tiền tăng, nên bị quả báo địa ngục và chịu nghèo hèn thô xấu trong kiếp người. Bởi mắng chư tăng là đôi mù, nên 700 đời phải bị mù đôi mắt, sống trong cảnh tối tâm, chịu nhiều khổ đau. Nên biết những tội nghiệp như thế đã có nhân, tất phải trả quả, ảnh hưởng không tiêu mất. Lại nữa Thiên Đế, Thiện Trụ Thiên Tử được hưởng sự chui thắng chịu ở cõi trời là do kiếp trước trải tòa dân qua cúng dường thức ăn cho chị Bích Chi Phật, và nhờ sức ảnh hưởng của sự nghe chánh pháp. Lại do đời trước chắp tay ngửa lên hư không, hết lòng kính thỉnh, cúi đầu đảnh lễ vị Bích Chi Phật. Bởi công đức ấy nên được nghe chữ hư không có tiếng mách bảo cho biết trước. Đó là tiếng chị thần giữ cung điện của Thiện Trụ Thiên Tử dậy. Khi ấy Thiện Trụ Thiên Tử nghe lời Phật dạy, biết nghiệp mình đều có túc nhân, hết sức ăn năn tự trách. Ông gieo mình đảnh lễ trước Phật, tỏ bày tội lỗi, cầu xin sám hối, thương khóc, xa nước mắt như mưa, huyết lệ rơi ứ động nơi chiếc khăn trong giỏ đựng qua, chết ngất hồi lâu mới tỉnh lại. Đức Phật bảo Đế Thích và Thiện Trụ Thiên Tử: trong 10 nghiệp ác, khẩu nghiệp rất mãnh liệt, phải biết lời ác còn quá hơn lửa dữ. Lửa dữ chỉ đốt tiêu tài sản của báo ở thế gian, lửa giận ác cũng chẳng những đốt hết thức thánh tài và tất cả công đức xuất thế, mà còn chiêu cảm ác báo về sau. Như Thiện Trụ chỉ chỉ nóng giận mắng mẹ và chư tăng mà tổn bớt phước trời, phải chịu thân cầm thú và địa ngục. Cho nên đối với cha mẹ và chư tăng, lẽ ưng tôn trọng, cung kính cúng dường, dùng lời dịu dàng khen ngợi, thường nghĩ đến ân đức, chớ không nên khinh hủy. Lòng tự ái giữa trần gian chỉ có cha mẹ, trộn phước trong ba đời không chi hơn chúng tăng. Các bậc chân tăng hiền thánh nếu cúng dường thì công đức không mất. Như tiến thêm muốn cầu pháp xuất thế, lại có thể thành đạo. Đâu nên đối với chúng tăng vội thúc lời khinh hủy. Còn cha mẹ công sanh dưỡng rất khó nhọc,
10 tháng cưu mang khổ nặng, 3 năm bú sữa, mớm cơm, trải đủ sự lo lắng, gian lao, nuôi con khôn lớn, dạy dỗ, cho học hành, mong con được thành lập, tài đức hơn người. Nếu con xuất gia, lại mong cho con đắc đạo, thoát dòng sanh tử. Ân niệm ấy cao trọng như biển trời, khó đền trả. Vì thế, ta đã bảo A Nan, nếu có người dài bên trái cổng cha, dài bên mặt cổng mẹ, đi quanh núi Tu Chi trăm ngàn dòng, huyết chảy ngập hai bàn chân, còn chưa thể báo công ơn sanh dưỡng, huống chi lại khởi niệm hờn giận, buông lời kinh mắng ư? Này Thiên Đế, Thiện Trụ Thiên Tử, này do thấy ta chỉ tâm sám hối, nên đạo nhãn trong sáng, tội cũng trừ diệt. Khi cha mẹ còn ở nhân gian thì phần con chẳng hỏi han gì, lúc cha mẹ lìa xa chân thế, khóc với quỳ cũng chẳng còn mẹ đâu. Lúc cha mẹ còn sống không thương, mặc mẹ cha lầm lũi một mình, con thì nhiều mà cứ đun đời, ôi thân già biết phải làm sao. Con ra đời mẹ phải chăm lo, mẹ già đi con chẳng nuôi mẹ, khi còn mẹ thì chẳng bao hiếu, mất đi rồi chẳng còn mẹ đâu. Ai còn mẹ ở chốn nhân gian, phần làm con phải biết quý trọng, đừng phụ lòng để cho mẹ khóc, để mẹ buồn hai hàng lệ tuôn rơi. Lúc có tiền đừng có ăn chơi, mà hãy lo phụng dưỡng mẹ già, ơn sinh thành này chưa bao đáp, để cha mẹ mỗi ngày được vui. Tìm trên thế gian chẳng một ai tốt nhất bằng mẹ, dù làm gì thì hãy ghi nhớ, nghĩa sinh thành cao nhất cả đời ta. Dù làm gì, khi cha mẹ còn ở nhân gian thì phần con chẳng hỏi han gì, lúc cha mẹ lìa xa chân thế, khóc với quỳ cũng chẳng còn mẹ đâu. Còn sống không thương, mặc mẹ cha lầm lũi một mình, con thì nhiều mà cứ đun đời, ôi thân già biết phải làm sao. Con ra đời mẹ phải chăm lo, mẹ già đi con chẳng nuôi mẹ, khi còn mẹ thì chẳng bao hiếu, mất đi rồi chẳng còn mẹ đâu. Ai còn mẹ ở chốn nhân gian, phần làm con phải biết quý trọng, đừng phụ lòng để cho mẹ khóc, để mẹ buồn hai hàng lệ tuôn rơi. Lúc có tiền đừng có ăn chơi, mà hãy lo phụng dưỡng mẹ già, ơn sinh thành này chưa bao đáp, để cha mẹ mỗi ngày được vui. Tìm trên thế gian chẳng một ai tốt nhất bằng mẹ, dù làm gì thì hãy ghi nhớ,
nghĩa sinh thành cao nhất cả đời ta. Sự làm gì thì khi cha mẹ còn ở nhân gian thì phần con chẳng hỏi han gì. Lúc cha mẹ lìa xa chân thế, khóc với quỳ cũng chẳng còn mẹ đâu. Lúc cha mẹ còn sống không thương, mặc mẹ cha lầm lũi một mình, con thì nhiều mà cứ đun đời, ôi thân già biết phải làm sao. Con ra đời mẹ phải chăm lo, mẹ ra đi con chẳng nuôi mẹ. Khi còn mẹ thì chẳng bao hiếu, mất đi rồi chẳng còn mẹ đâu. Ai còn mẹ ở chốn nhân gian, phần làm con phải biết quý trọng. Đừng phụ lòng để cho mẹ khóc, để mẹ buồn hai hàng lệ tuôn rơi. Lúc có tiền đừng có ăn chơi, mà hãy lo phụng dưỡng mẹ già. Ơn sinh thành này chưa bao đáp, để cha mẹ mỗi ngày được vui. Tìm trên thế gian chẳng một ai tốt nhất bằng mẹ. Dù làm gì thì hãy ghi nhớ, nghĩa sinh thành cao nhất cả đời ta.